Thích nhỉ? Xào mì ăn này.
Đi nào, Bi ơi. Mì xào giá có ngon không đi? Mì là một thiếu nhiều đâu lắm nhỉ? Thôi, lấy nó ăn được đúng không? Ngon nhỉ? Ừ, hay bì ăn ngon thế. Ừ, bì ăn nhanh nhanh nhé. Bà xuống bàn gọn hả? Bật đi bà xin tìm. Ba đi chơi à? Dạ. À, đi chơi ở nhà.
Nghe chơi với mẹ rồi, sao em không biết lấy quà nữa, nghe thua rồi.
với ai không? Ba bánh đúng không? Thì là kiếm ai trong sổ ba là mấy cái người này. Thì thôi chủ đi cứu đấy. Đúng không? Đúng không? Thank you.
đâu chưa? Ở đây này. Đi đây. Kéo nhẹ. Đó, kéo nhẹ nhá. Nào giờ chia bảy nhá. Ba lau xe đấy, rồi ba chở chơi. Chia giúp ba hả? Nhìn thấy không? Bóng không? Thấy cả bi luôn kìa. Đi vào nhà bê kiếm bê thử tìm ba xem ba ở đâu rồi đi. Nhà tìm được giúp ba cái. Thế tin đâu đây? À, thế tin này à? À, quá quá nha. Ồ, bị thế tin của ba đó. Để đây cho ba lau xe xong rồi ba đi mua nhá. Ừ, giỏi quá, nay bị giỏi thế. À đi. Muốn làm gì để ba đi mua nhá. Kiếm để mà cắt. Đi nhá. Ừ, giờ muốn ăn gì? Ngồi ba này.
Chơi đi băng vào đồng hồ á. Sắp cho ăn nhé. Ăn. Ăn táo. Này nha. Ăn hết rồi bà đấy. Táo. Ai chơi nha. Táo ăn nhờ. Của bà đó ngủ bi mà. Từ từ rồi ăn đi chứ. Ăn đi. À, ăn ăn cam hả? Này, cho ba đút nha. Ăn hết cái. Ngọt không? Giỏi quá. Ăn xong ra chơi. Nào. Thế rồi. Đây này, đây là con này. Đấy, giảm kéo mua đĩa. Ăn cam hả? Cắn miếng nhỏ thôi. Cam ngọt không? Ngọt không? Kèm ngọt quá. Ăn này, mịn này. Nua chưa? Nhìn táo nữa không? Thank you.
Đi lấy giùm ba chai nước nhé. Đi đi. Xuống lấy giùm ba chai nước để ba uống thuốc nha. Thank you.
chị lấy ăn nhé. Cha cái đó hả? Ừ. Cái ly đã còn mát mà, chưa thấy mát đâu. Nope. Bánh bao ngoài kia Bi ăn chưa? Ba bảo Bi ăn, Bi ăn chưa? Bi tốt quá. Nãy giờ ba uống thì ba uống thuốc mà. Bi khỏe. Đi uống cùng ba nhé. Ừ, uống đi. Ba cảm ơn Bi nhé. Vất vả quên rồi. Ngay giờ chăm sóc ba uống. Ngồi vệ sinh hết thế này. Hết rồi. Nhớ như là tí là được ba để đợi tí ba vất rác nha. Đi xuống đi ăn bánh bao đi. Ăn bánh bao rồi là vào chỗ ba nha.
vì chăm sóc cái da mình đỡ hơn mọi người. Thương bí quá. Đi đúng bụng chưa? Có dạy ăn cháo ba không? Sáng ba thấy rất khỏe, ba dạy ba nấu cháo sớm lắm. Thế con mình ngon quá, ba thành thích. Thế chưa? Ba cảm ơn Bi hai ngày qua chăm sóc ba nhé. Có dạy ăn cháo ba không? Thơm quá. Bùm 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 nè ba khỏe nè ba chở đi chơi nhé. Sáng ba ngủ dậy sớm, ba nấu cháo cho Bi ăn nè. Bấm múc nhá. Múc cháo nha. Đây cháo Bi thích ba lần nhỏ nha nha. Tí gì biết. Bi xúc ăn thôi. Đi. Đi nha ăn nào. Đi. Nên nhàn chứ đi. Thích à?
rồi đốt tôi bị ăn uống trước quá, rồi lại tí ăn sau. Chơi nha. Đâu đó.
đây đấy. Ừ, tại nhà đang làm việc rồi bớt đây rồi này. Này à. Đi, đi ngay nào. Nope. Thank you.
xong rồi. Bụng cái gì mà ốm mà càng tròn thế hả? Đi con đi vào, đi vào đi, hôm sau có một cái này đi đi ơi. Như gì tí nữa ăn được cơm nữa không Bi? Để làm im mà nô cái không đi chơi à? Bụng này ô tô bằng bàn tay của ba rồi Bi ạ. Ừ à, tô nô có bụng ngủ à? Lại ăn bụng ngủ à? Rất bụng ngủ đi ngủ nha. Thức lại em nha. Mới ngủ mà chưa chi đã gái rồi Bi.